Những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công ty thép Cán Nguội Hòa Phát ở khu công nghiệp Phú Rê A đẩy mạnh nhằm phát huy sức sáng tạo của cán bộ, kỹ sư, công nhân viên kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phóng sự nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Khối sản xuất trực tiếp là bộ phận có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhất của công ty thép Cán Nguội Hòa Phát. Từ thực tế dây chuyền sản xuất đặt mua từ nước ngoài về còn sơ sài, thiếu nhiều chi tiết hỗ trợ hoặc không phù hợp, khiến thép thành phẩm không đạt yêu cầu, đội ngũ công nhân kỹ thuật của bộ phận sản xuất đã có nhiều sáng kiến cải tiến như thay đổi vật liệu cán đè dài, tạo căng thanh cán để sản phẩm đi vào cán không bị chảy xước, bề mặt thép thành phẩm được bóng mịn. Một số sáng kiến còn góp phần giảm thiểu sức lao động và nhân công vận hành máy. Năm 2021, sáng kiến đè dài của khối sản xuất công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Trong năm vừa rồi thì cũng được tặng một bằng khen, chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì là mình đã có một cái sáng kiến tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng giúp ích được rất là nhiều, nâng cao cái kết quả sản xuất cho nhà máy, cho công ty. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nên từ năm 2020 đến nay, công ty thép Cán Nguội Hòa Phát đã có 2 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo là máy lọc dầu, cắt gọt phục vụ cho máy cán và sáng kiến thu hồi hệ thống nước để tuần hoàn tái sử dụng. 10 sáng kiến tiêu biểu được tổng công ty khen thưởng và đưa vào áp dụng cho hiệu quả cao như máy vớt dầu, máy lọc dầu, vành chặn nước, cụm mở cuộn với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Trong cái quá trình mà đã áp dụng những cái sáng kiến đó vào trong quá trình sản xuất trực tiếp tại nhà máy thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái sáng kiến đấy nó tạo ra những cái giá trị gần như là khác biệt. Ví dụ như giá trị về phần chất lượng sản phẩm là được cải thiện rõ rệt. Những cái sáng kiến mà được làm từ cái to cái nhỏ đều được nhà máy và công ty là có sự động viên khích lệ kịp thời luôn. Nhờ ý thức trách nhiệm và tinh thần không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi công nhân, người lao động, công ty thép Cán Nguội Hòa Phát đã phát triển ngày càng lớn mạnh, góp phần đưa tổng công ty ống thép Hòa Phát trở thành đơn vị tiên phong sản xuất sản phẩm thép cuộn Cán Nguội. Bên cạnh đó còn là nơi đào tạo cán bộ quản lý và công nhân trong lĩnh vực sản xuất thép giải Cán Nguội cho các nhà máy ở cả 3 miền trực thuộc tổng công ty ống thép Hòa Phát.